Vâng, xin cảm ơn chị Huyền. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời nghệ nhân Triệu Thầu đến từ Phương Hải. Để tiếp theo anh tại đến từ đoàn Hóa Oan sở lượng. Chân thì chân thanh nhật Hà Lan ấy.
Vâng, xin cảm ơn anh. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời nghệ nhân Đàm Tạc. Để tiếp theo chương trình, tôi xin thông báo cái buổi sáng giao lưu hôm nay thì có chị Liễu và chị Liễu Phi Hải chuẩn bị tiết mục sáng hôm nay, và chị Huế ở Đồng Loan. Tới anh Toàn là xong rồi, còn hai tiết mục nữa là chúng ta nghỉ trưa. Xin à, mời anh Toàn. Hôm nay tôi rất vui mừng được qua đây quan niệm và cảm thấy tự hào lắm, giàu lòng và biết cách đến tiên của các tôi gửi tới các vị đại biểu và tổ chức các đại diện trên tiên và bà con cô bác lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe tốt thành nhất. Tôi sẽ thể hiện bài thơ tự biên tự diễn với hàm nghĩa phong thanh tự đề ơn đảng bác. Dân tộc chúng ta đang có muốn làm theo đạo Bác dân là một lần đi theo đạo con đàn công đức bằng Hôm nay chị giao lưu em ơi.